Đây bò Tư Chiến chào khách, hôm nay là ngày 9 tháng 2 năm 2022. Bò chuẩn bị lên xe giao cho các anh khách này ở Củ Chi. Bị lên xe. Thẳng luôn, thẳng luôn, thẳng luôn đây. Thẳng luôn, vô luôn. Vô luôn, vô luôn. Rồi. Ơi. Ôi ơi. Cái sâu này có nhiêu đâu? Dạ. Cái sâu này có nhiêu đâu? Để đó. Rồi. Để đó, để đó rồi. 55, 53 cộng bao nhiêu? Hả? 55 với 55 là 51. Trời ơi, học mới lớp 2 mà tính không được. Không học mẫu giáo rồi kêu tính tiền. Quá thua luôn. Giao khách Củ Chi lên xe. Rồi chú bác anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến tại xem xét cùng tham khảo xem xét dụng bò có xe nhà giao tận nơi cho quý khách nguyên lô bò và xem hôm nay giao khách ở Củ Chi. Ồ, xe tự động bấm điều khiển ngay chú luôn hả? Dữ vậy ta? Đó, thấy xe nào? Viên hút vài tháng không ra rồi. Lớn rồi hút. Cái này đây. Đứng đứng này. Trời lên con bò bự đó nữa cái xứng hết biết không? Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.